Ok, bây giờ thì em sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Facebook. Đăng nhập vào cái tài khoản Facebook xong, em bấm đăng nhập này. Thì nó sẽ bắt bắt chúng ta nhập một cái mã 2FA đúng không? Bắt chúng ta nhập một cái mã 2FA. Ô, sao nó bị out rồi? Bắt chúng ta nhập một cái mã 2FA. Vậy thì cái mã 2FA này là gì? Bây giờ thì em sẽ nói về cái mã 2FA này luôn. Thì cái mã 2FA này thì nó là cái mã xác thực hai yếu tố. Thường thì Facebook chúng ta bật cái xác thực hai yếu tố thì một là chúng ta có thể là nhận cái mã vào email này, nhận cái mã vào số điện thoại đúng không nào? Nhưng mà cái mã này thì chúng ta cũng có thể nhận cái mã này ở trong cái phần bảo mật, ở trong cái phần là xác thực hai lớp luôn. Chúng ta lấy một cái dãy mã này. Thì thường thì chúng ta cầm cái số điện thoại trong tay đúng không? Thường thì chúng ta cầm cái số điện thoại trong tay thì để Facebook nó gửi mã về nó xác nhận được đó chính là mình là chính chủ đúng không? Nhưng mà đối với trường hợp mà chúng ta không có cầm điện thoại ở trong tay thì làm sao Facebook xác nhận được là chúng ta là chính chủ? Thì chúng ta khi mà cài đặt mã 2FA thì nó sẽ cho chúng ta một cái mã như thế này để nó xác nhận là chúng ta là người chính chủ của Facebook đó. Và để mà chúng ta lấy được cái mã này từ chúng ta lấy được cái mã đăng nhập này từ cái đoạn mã này đúng không? Từ cái đoạn mã này. Từ cái đoạn mã này. Thì chúng ta vào anh chị và chúng ta các bạn vào 2fa.like là cách đơn giản nhất và nhanh chóng nhất và em cũng hay sử dụng cái trang web này. Sau đó chúng ta pass cái mã xác thực hai lớp vào đây. Cái mã 2fa vào đây. Thì ở đây nó có 2fa code, nó sẽ cho chúng ta cái mã code để chúng ta đăng nhập vào. Cái mã code này thì nó cũng giống như cái mã mà chúng ta bị được gửi về số điện thoại thôi. Ok, vậy là đã xong, chúng ta đã đăng nhập vào xong cái tài khoản Facebook. Thì đó là cái cách mà chúng ta đăng nhập bằng cái mã 2FA. Thì mã 2FA này thì thường chúng ta sẽ mua tài khoản thì chúng ta sẽ nhận được một cái định dạng như thế này. Đây là ID, mật khẩu, rồi là mã 2FA. Ở sau này là có email, mình mua chỗ này thì có luôn email cho mình. Rồi ok. Và đó là cái cách mà em đăng nhập vào Facebook bằng Chrome Pro Table và mã 2FA cộng thêm user agent nữa để mình có thể lưu trữ cái tài khoản Facebook một cách nó an toàn nhất. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn video vừa rồi của mình. Nếu như các bạn có một cái câu hỏi thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới video này hoặc là nhắn tin qua Facebook cho mình thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn.